Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MeoPeo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một con map mà sinh tồn nữa ở trong Medua các bạn ạ. Và cái map sinh tồn này nó nhìn nó rất là lạ hơn đó. Lúc đầu mình nhìn cái ảnh bìa là mình cứ tưởng là cái sinh tồn trong thế giới đảo ngược. Nhưng mà mình thấy cái các bạn nhìn không? Các bạn để ý cái hồ nước không? Nó cứ kiểu hình chéo chéo, hình tam giác các bạn ạ. Đó, mình cũng không hiểu sao cái hồ nước lại xây kiểu này luôn. Đây 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 đây, để mình cho bạn coi ạ. Đó, cái suối nước này kiểu nó cứ chéo xuống, thành ra mình cũng không biết là cái map này nó hình gì các bạn ạ. Ok, à để từ từ để mình thử bật. À, cái map này nó hình hộp này. Ok rồi, vậy thì chúng ta sẽ tạm gọi cái map này là cái map sinh tồn trong thế giới hình hộp các bạn nhá. Do cái map này nó khá là nhỏ mà thực ra là chơi một mình cũng hơi là chán, cho nên là mình quyết định là mở phòng 3 người các bạn ạ. Đó, mở phòng 3 người cho nó hợp lý đấy. Thực ra là chơi một mình thì chán quá, mà chơi đông người thì nó là loạn quá các bạn ạ. Đó, thì ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử thách là sinh tồn trong thế giới hình hộp đấy. Cái này gọi là thế giới đảo ngược cũng được, mà gọi là thế giới hình hộp cho chuẩn các bạn nhá. Đó, bởi vì cái map này là gọi là sinh tồn cho thế giới hình hộp cho chuẩn các bạn nhá. Ok, thì trước khi vào video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn vào cái nút ký cho đăng ký ủng hộ MeoPeo các bạn nhá. Và bạn nào là fan của MeoPeo và yêu quý MeoPeo thì đừng quên để lại bình luận là hashtag là thăng MeoPeo, và đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo và bấm quảng cáo ủng hộ MeoPeo một gói mì tôm các bạn nha. Rồi, alo anh em ơi. Alo alo. Do cái map này nó hơi bé cho nên mở phòng 3 người thôi đó. Mở phòng đông người quá là loạn, mà chơi một mình thì chán, cho nên anh quyết định mở phòng 3 người đó. Ở tập trước thì mình có thử thách là sinh tồn trong thế giới đảo ngược rồi. Mình chơi một mình rất là vất vả các bạn ạ. Đó, bạn nào mà đã coi video này rồi thì đừng quên để lại bình luận phí 1 nha. Thì đầu tiên chúng ta là cần phải chặt gỗ. Ok. Bây giờ mấy đứa chia ra chặt gỗ đi mấy đứa. À đúng rồi, nhớ là lấy cây nhá. Mấy đứa lấy cả cái giống cây nhá, xong có gì chế cái xẻng. Không đấy, trồng cây luôn mấy đứa nhá, trồng cây luôn chứ hết gỗ là toang đấy. Phải trồng thêm cây nhá, cái thiếu gỗ đấy. Anh thấy là từ anh đang thắc mắc cái này, cái khối này. Ủa, cái này là đá. Ô chết dở mấy đứa ơi, cái này có phải là đất đâu mà trồng. Ui, cái này là đá mà, cái này là đá màu xanh là cây mà đúng không? Cái này là cái khối cát cứng đá mà đúng không nhở? Cái này là cát cứng đá làm sao mà trồng được. Chết dở các bạn ơi, ông chủ map không xây đất các bạn ạ. Cái này là cát cứng đá thành ra không trồng cây được. Ồ, lạ ta, bây giờ kiếm đâu ra đất mới được chứ. Ui căng đấy các bạn ơi, bây giờ chúng ta phải tự đi kiếm đất rồi. Ok không sao, bây giờ mày đừng có chọc vào tổ ong nữa. Trời ơi, anh thấy có tổ ong này, chết giờ anh hiện tại là anh đang thấy có cái tổ ong rất là nguy hiểm đấy. Mày đỡ cẩn thận nha, đụng vào tổ ong hơi mệt đó. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta cứ phải chế cái bàn chế tạo ra rồi. Anh để cái bàn chế tạo ở đây nhá. Này mấy đứa ơi, anh để cái bàn chế tạo ở đây nhá. Hình như là Tùng bị lỗi là khổ vậy. Trời ơi, bây giờ mà thoát ra kiểu gì cũng mất slot luôn. Bây giờ mà thanh niên Tùng thoát ra kiểu gì cũng mất slot các bạn ạ. Đó, cho nên là cũng căng đấy. Chế cái rìu này, chế cái cuốc này, chế cái xẻng này. Ok rồi, rồi có vẻ ổn đấy các bạn ơi. Nhưng mà từ cái map này nó ok, bên mình chắc mình sẽ đào thôi. Mình cái coi xem ở dưới có gì không. Ui, cái map này là toàn cát cứng đá các bạn ạ. Ui, sao là toàn cát cứng màu lục thế này, chết dở. Ui, không thấy có tài nguyên gì ta, để coi em nào. Hiện tại là mình thấy cái map này là toàn cát cứng màu lục các bạn ạ. Nói chung thì map này cũng đẹp, cũng nhìn ra đầu tư ấy, nhưng mà về kiểu trải nghiệm game mình có vẻ là không bằng cái map kia hay phải. À đâu, không, ở dưới này chúng tôi có hang động này. Ở dưới có hang động các bạn nhá, mình thấy có hang động này, có dã nhân này, có vẻ như là có ở bên này có sa mạc này, có từ nhưng mà từ mình không thấy có đất. Phải có đất thì mới trồng được cây chứ. Alo mấy đứa ơi, phải có đất mới trồng được cây chứ nhỉ. Chết giờ sao giờ, lên mấy đứa. Ui đi đây, ui trời ơi, chết giờ trời tối rồi mấy đứa, chết giờ trời tối rồi. Núp anh em ơi, núp. Cứu MeoPeo. Cứu. Trời ơi, chết tôi rồi các bạn ơi. Toang rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm chỗ núp. Trời ơi, đông vậy. Trứng nổ. Ôi không xong rồi các bạn ơi, vào nhà. Ôi trời ơi, trong nhà cũng toàn quái vật luôn. Trời ơi, chết tôi giờ sao giờ. Trong nhà cũng toàn quái vật thế. Chết tôi anh em ơi. Ôi trời ơi, trên nóc nhà cũng có quái vật thế này thì chết tôi trốn đâu bây giờ anh em ơi. Thôi lên bụi cây trốn vậy. Lên tạm trên cây chùa mấy đứa ơi. Chết rồi, toang rồi anh em ơi. Toang rồi các bạn ơi. Chết rồi.
Toang rồi bố em à. Ôi trời ơi. Mèo béo sẽ xây nhà trên cây anh em ơi. Cố gắng lên trên cây này chứ giờ ở dưới nguy hiểm lắm. Trời ơi, những người anh em của tôi, mèo béo biết phải làm sao bây giờ. Chết rồi, bây giờ anh cũng tay không tấc sắc đây. Chẳng có gì trong tay luôn, trời ơi. Hai bàn tay trắng chẳng có gì vũ khí gì luôn. Chết rồi, cái map này nó khoai ta. Không có tài nguyên gì giờ sao giờ lên trên cây mấy đứa ơi. Ủa, từ từ, ê, anh sẽ cứu mấy đứa. Đứng yên đấy, anh sẽ cứu mấy đứa. Đây, đây, taxi ơi. Ê, grab mấy đứa ơi, grab. Lên grab, nhanh. Grab này, lên grab này em ơi. Grab em được anh ơi, bấm vào đây. Ok, chạy em ơi, chết rồi, không được, đông quá. Trời ơi, không xong rồi các bạn ơi, grab bike không ổn rồi. Chết rồi, grab bike sắp hy sinh rồi em ơi. Grab bike hy sinh rồi, rồi xong rồi em ơi. Ê, chú có bộ con, ui, no. Trời ơi, mèo béo sắp hy sinh nữa rồi. Ui, căng quá anh em ơi. Cứu anh. Đi em ơi. Cẩn thận chết cả lũ ấy. Ê, từ, thuốc chứng nổ kìa. Nguy hiểm quá trời ơi. Cái map này kịch tính quá các bạn ơi. Ôi, vừa vào chưa kịp sinh tồn đã chạy như vậy. Trời ơi, chạy bán sống bán chết luôn. Chết giờ. Để em ơi, lên trên cây. Úi trời ơi, em ơi, chết rồi, đi đứng kiểu gì đây. Ôi, từ. Đừng, trời ơi, đừng lại anh sợ. Ôi ôi, bình tĩnh em ơi. Ôi, đi đâu mà vội mà vàng, trời ơi. Ôi, cảnh sát bắn tốc độ bây giờ. Chết rồi, công an giao thông vẫy bây giờ. Đừng em ơi, úi, đi gì đây ghê vậy ba. Trời ơi, thanh niên này lái xe kinh quá anh em ơi. Thanh niên này tổ lái kinh quá. Ôi dồi ôi, ghê vậy ba. Thanh niên tổ lái kinh vậy. Trời ơi. Quả ma vui phết các bạn ạ. Mặc dù nơi có người lòng đất. Cẩn thận nhá, có người lòng đất ở trên. Chạy nhanh anh em ơi. Từ, bình tĩnh đây anh ơi. Đừng từ, bình tĩnh. Để lát nữa anh sẽ cứu. Úi, chạy nhanh lên em ơi. Lên cây tre. Toang rồi. Toang rồi. À, trời ơi, đi đâu đây em ơi. Toang rồi các bạn ơi. Toang thật sự rồi. Ôi, thôi anh đi đây. Ui, chết tự thôi. Xong rồi, mèo béo hy sinh rồi các bạn ơi. Quả map bựa kì. Ôi dồi ôi, dồi hồi sinh mất đồ rồi anh em ơi, chết rồi. Hồi sinh mất hết đồ rồi anh em ơi. Bắn pháo hoa không anh à, thôi không. Ui, ai làm thế. Ui dồi sao nó khỏe thế. Trời ơi, bây giờ căng này. Bây giờ mình phải chạy thẳng lên đây. Bắc cua. Từ, anh sẽ lên trên này trước. Rồi anh sẽ cứu mấy đứa, yên tâm. Anh sẽ cứu mấy đứa, trời đông thế. Rồi, đưa anh đâu, đưa anh đâu. Chuẩn bị này. Bây giờ anh sẽ gọi con ôi, nó thiêu đốt, trời ơi, thiêu đốt. Cháy, anh bị cháy. Ui dồi ôi, khỏe tê. Cái map này nó khó quá anh em ạ. Chủ map làm còn không có cái gì luôn, chết rỡ. Ồ, nhưng mà cũng vui phết đấy. Nào, bây giờ chuyển qua thử thách là sống sót chứ không phải sinh tồn nữa các bạn ạ. Cái này đúng kiểu sinh tồn theo đúng nghĩa đen đâu này. Làm thế nào để sống được chứ không phải là kiểu đi sinh tồn vớ vẩn đâu các bạn ơi. Cái map này sinh tồn theo đúng nghĩa đen luôn. Trời ơi, bây giờ không biết trốn ở đâu luôn. Hey. Ui dồi ôi, bây giờ trên cây tre cũng có quái vật luôn. Chết giờ. Bây giờ sao, bây giờ làm cái đuốc bây giờ. Bây giờ không có cái để chế đuốc luôn các bạn ạ. À. Chết rồi, bây giờ sao giờ. Ôi, alo. Trời ơi, hy sinh rồi mèo béo. Mèo béo chết lần thứ N rồi. Tay không tức sắc, không có gì luôn. Anh xuống cái nhà này nè. Đâu, nhà nào. Nhà nào mấy đứa. Nhà nào. Ôi, cho cái nhà kia tanh bành hết rồi kìa. Đâu. Đâu giết thôi xong rồi. Đây. Ui, có nhà các bạn ơi, có nhà. Anh nó, đúng rồi. Núp, trốn đây. Cuối cùng cũng có chỗ trốn rồi. Trốn tạm đây mấy đứa ơi, bịt lỗ vào, có sợ không? Chết rồi. có gì bịt lỗ em ơi, anh hết lốc rồi, anh vừa chết rồi, em mất hết đồ rồi. Ok, tạm thời thì đã. Rồi, bây giờ là 1 giờ đêm mấy đứa ơi, bây giờ cố gắng đợi để đến 6 giờ sáng nhá. Kiếp tật cái map này khoai thế. Tay không có gì luôn các bạn ơi. À, từ từ. Ông lấy gỗ đi. Anh rơi mất sạch đồ rồi mấy đứa ơi, khổ thân. À, có dưa hấu à, ok. Ê, đào, đập đi, đào này đi, đập đi. Đập cái này là chế bàn chế tạo mấy đứa. Chế bàn chế tạo. Ê, bây giờ mấy đứa nó chế cho anh cái cúp. Chế cái cúp, sau đấy nhá, đào thẳng này luôn. Đào thẳng cái hang luôn, hiểu không mấy đứa. Chế cái cúp xong đào hang đó, bây giờ chế cái cúp xong đào hang ở đây. Ui, trên đầu mấy đứa ơi, trên đầu kìa. Bịt lỗ nhanh, trên đầu nhanh, trời ơi. Trời ơi, toang rồi anh em ơi. Ôi sao nó trâu.
Bịt luôn anh em ơi, ok. Quả map đúng kiểu sinh tồn theo đúng nghĩa đen luôn. Phải cho Tùng gỗ này đấy, Tùng xử lý. Kiểu này anh toang rồi, anh sắp hy sinh rồi, anh thấy có mùi anh sắp hy sinh rồi. Đấy, cho Tùng cầm hết. Cho Tùng tự giải quyết đấy, cho Tùng gánh team ấy. Chứ anh là anh thấy hơi bị khó ở đây. Ôi cái ván này là cái kèo này hơi khó mấy đứa. Chết thật. Cái map này là hơi bị căng luôn. Ôi quả sao không, chúng ta không chơi quả sao, vứt đi. Chúng ta là những con người nghiêm túc, vứt. Chúng ta không chơi quả sao nữa rồi. Không chơi quả sao nữa, trời ơi. Chơi quả sao thì thà dùng cái pháo hoa ngày đêm bấm phát là xong. Trời ơi, không được, chơi thế không hay. Chơi thế còn gọi là gì là sinh tồn đúng không anh em. Chơi quả sao thì mèo béo lấy pháo hoa ra bắn cái là xong. Này gỗ em ơi, gỗ này, gỗ của Tùng này. Đấy, của em hết, vứt cho Tùng đi. Đưa Tùng đi. Ồ, đây gỗ này, đây gỗ này. Ui, anh sẽ liều mạng xuống lấy gỗ. Ui dồi, sao đấy, sao đây em. Ôi, sao vậy. Sao bị mất rồi. Cái gì đấy. Từ, em mấy đứa ơi. Sao thanh niên, sao Đức Anh rồi. Alo, thằng Đức Anh nó đâu rồi Tùng ơi. Đâu rồi, ui dồi, ở dưới có bố, ở dưới có quái, trời ơi, bảo sao. Chạy em ơi, ở dưới có quái, ui dồi. Chết rồi. Càng, thôi, không lại đâu. Tay không tắc sắc thế này thì đánh cái gì. Cầm cái đuốc thế này. cắm đuốc sáng này, cắm đuốc vào sáng này đó, cắm đuốc cho sáng. May thế có cái túp lều, có cái túp lều ở đây để trốn các bạn ạ, chứ không là toang thực sự luôn đó. Ui, xem ra cái map này các bạn nên trải nghiệm thử. Là bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu đó, thì có thể chơi thử map này nhá. Mình nhắc lại là cái map này nó chẳng cho cái gì đâu. Không có kim cương, không có sắt, không có vàng, không có gì hết. Trời ơi, đúng kiểu sinh tồn như người tối cổ luôn. Ôi dồi ôi, em ơi, ở trên đầu kiểu yêu ghê thế. Ôi, hello, what's your name? Bạn nào biết bài đấy không? Bạn nào học tiếng Anh kiểu thiếu nhi biết bài hello, what's your name? Ngày xưa học, mình nhớ học tiếng Anh Let's Go gì gì ấy. Hay có bài hát đấy. Mê. Trời ơi. Còn gỗ không anh, đây gỗ này, 8 gỗ này. Đây 8 gỗ này em. Trời ơi này. Này. Ôi chết, bấm nữa. Ôi trời sáng rồi à? Không, mới có 5 giờ rồi. Mới có 5 giờ thôi chứ em ơi. Nó chưa chết đâu, vẫn còn đây này. Phải tầm 6 rưỡi 7 giờ cơ. Đây này, nó vẫn còn đây này. Trời ơi. Chưa có sáng đâu em ơi. Bây giờ xuống là toang đấy. Rồi ui nó ném tháo kìa. Ô đây rồi. Đức Anh lại mất tích rồi. Ê, Đức Anh lại hy sinh rồi à? Chết giờ, khổ thân em tôi, cứ thích chơi trò mạo hiểm cơ. Khiếp thật. Chúng ta bây giờ không có gì trong tay cả. Ê, đào đá mấy đứa. Ê, đào đá đi. Đào đá giết thời gian đi em ơi. Ngồi đập đá, đập đá. Đập đá giết thời gian chứ chả biết làm gì luôn. Trời ơi, quả map khó kinh khủng các bạn ạ. Cái map này không có gì để sử dụng luôn. Chết giờ. Ôi. Cái gì đây? Trời ơi. Ôi dồi ôi. Anh nói em ơi. Chết giờ ở đâu ra vậy? Trời ơi. Nguy hiểm thực sự ạ. À. Ghê thật. Ôi dồi ôi. Hết. Mấy giờ? Mới có 6 giờ. Cầm gỗ đi. Mấy giờ? Hết quá. Ê. Hết quá rồi mấy đứa. Đi. Taxi. Đâu rồi. Grab. Đây. Đâu rồi. Lên. Đức Anh ơi. Lên này Đức Anh ơi. Trứng nổ kệ nó còn đỡ hơn mấy con kia mày đứa ơi. Trứng nổ ít ra còn sống được. Hey, ui ôi vẫn còn nhện à, căng thế. Hey. Ui, căng. Hey. Đó. Hey. Ui ôi, vẫn còn kìa em ơi. Chạy. Lên. Ui vẫn còn có gia nhân này, trời ơi vẫn còn này. Ghê thật. Từ. Có tầng 2 này. Ê. Có tầng 2. Bây giờ biết là cái nhà. Trứng nổ ở trên kìa. Từ đấy đi hy sinh không. Hey. Nổ này đấy. Phải hy sinh Chocobo con ạ. Phải hy sinh Chocobo để giết trứng nổ. Trời ơi. Tạm biệt Chocobo nhé. Rồi bây giờ xin tôi bằng cái gì giờ. Nhà cửa tan hoang hết luôn các bạn ơi. Như một bãi chiến trường luôn. Chết tớ. Bây giờ không còn cái gì nữa các bạn ạ. Mà cái map này là chết là mất đồ nha. Cái map này chết là mất đồ các bạn nhá. Bây giờ này. Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái lều hay xây một cái nhà ở trên này mấy đứa ơi. Vậy chúng ta sẽ cắm trại ở trên trời thôi. Sau đấy cắm đuốc là được đó. Cắm trại ở trên trời sau đấy cắm đuốc. Chứ bây giờ thì ok.
Nói chung mình thấy cái map này cũng khá là khoai đấy các bạn nào. Đó, bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể là tìm chơi thử nhá. Ở đây không thể có ai đi map ta. Bây giờ mình sẽ đi khám phá xem nào, thế giới đảo ngược. Ui, ui, ở đây có một cái nhà nữa này mấy đứa. Ở đây có một cái nhà nữa này. Đấy, cái này gọi là cái gì ấy? Mình cũng không biết cái này gọi là cái gì nữa. Cái này là một cái cái này gọi là một cái mẻm môn, cái nhô ra các bạn ạ. Một cái mẻm đất nó nhô ra. Ui, ở trong này. Ô, có kim cương này mấy đứa, có kim cương. Ui, có mỏ kim cương này, trời ơi. Thế mà nãy giờ không biết chết dở giờ sao lấy gỗ. Lấy gỗ chế quốc chứ, nhưng mà làm gì có sắt mà đấy đâu. Từ từ, bây giờ xuống luôn mấy đứa. Xuống luôn, oánh luôn. Oánh luôn. Ô, trời ơi, em tôi rồi, xong rồi, trời ơi. Và trời ơi, em tôi lạc vào động bàn tơ rồi. Trời ơi, rồi ôi em tôi. Ui, con nhện. À, nhện nó bám vào đầu anh. Nhện nó bám vào đầu anh. À, trời ơi, cứu. Cứu, con nhện nó bám vào đầu anh. Trời ơi, quả map này nó ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, không xuống được em ơi, trời ơi. Tiếp thật, chỗ này một đống quái này sao xuống ta. Thôi em ơi, chịu rồi, toang thật các bạn ạ. Khiếp thật, kim cương ngay trước mắt mà không làm gì được. Thế nó mới buồn các bạn thấy không? Đấy, trời ơi. Tình yêu ở ngay nơi đây nhưng mà chúng ta không thể nào với tới. Thế buồn không các bạn thấy không? Các bạn thấy nghe quen quen không? Nghe câu này quen quen không? Đấy, trời ơi. Thôi. Tình yêu ở ngay nơi đây nhưng mà chúng ta không bao giờ có thể với đến được. Thôi xong luôn. Hy sinh luôn các bạn ạ. Đó. Trời ơi, một đống kim cương ở đấy nhưng chúng ta không bao giờ có thể chạm đến được. Đành bất lực nhìn em ở đấy. Trời ơi, buồn quá anh em ơi. Không thể nào xuống được các bạn ạ. À. Không có cách nào mà xuống được. Khi mà tay không tấc sắc cái này không có cái gì luôn. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây các bạn ơi. Đó, bạn chủ map mà có coi được video này thì nên cho thêm một vài đồ nữa. Chứ thực sự mà map này chơi chay thì hơi khó các bạn ạ. À. Map này mà chơi theo kiểu bình thường thì khó quá. Đến chơi tối là không trở tay kịp luôn. Đó, trời ơi, dã nhân nó ra quá nhiều các bạn ạ. À. Ok, video xin phép được kết thúc ở đây. Các bạn thấy video này hay và mới đừng quên để lại một like. Đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái đăng ký cho đăng ký. Ủng hộ mẹ PL các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.